Lúc nãy anh thấy em đi cà nhắc, nhưng em không sao chứ? Lúc chạy trốn không cẩn thận bị trật. Để anh xem thử. Chỗ này hả? Đúng rồi. Có nặng không? Nhìn đau chút, anh kéo lại giúp em. Tí nữa là hết thôi. Nhẹ thôi. Cái màn tình cảm này, Thẩm tiểu thư, cô có thể khiến Hà Bình An và chúng tôi đối xử với cô như này, cô đúng là nhân tài. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Hà Đầu à, cũng chỉ có người có tình có nghĩa như Thẩm tiểu thư đây mới xứng với anh thôi. Đúng là trời sinh một đôi mà. Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa. Tôi không nhiều chuyện nữa. Tôi ra ngoài trước đây, không làm phiền hai người đóng phim tình cảm. Bình An à, Thẩm tiểu thư được lắm. Tôi đi trước nha. Đi. Được rồi. Anh đã liên lụy em. Sau này đừng nói những lời này nữa, được không? Tuy thời gian chúng ta quen biết rất ngắn ngủi, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện. Chỉ trong một tối, chúng ta làm bạn từ trong khách sạn lại thành ra là bạn trong tù. Mấy ngày này chúng ta đã trải qua cả cuộc đời của một người bình thường. Nhưng em cảm thấy cuộc đời này bằng cả mười mấy kiếp. Anh không tin vào kiếp sau. Anh chỉ tin vào giây phút này, cuộc đời này. Có thể gặp được em, anh rất vui. Tiểu hầu tử, con ráng đợi, con sẽ tìm người tới cứu con. Bạn nhỏ, ngồi xuống. Em nói em là con của Hà Bình An. Nói anh biết Hà Bình An là người như thế nào. Quyện trưởng, tôi dám lấy đầu của mình ra đảm bảo, người làm nổ kho đạn dược chắc chắn không phải Hà Bình An. Muốn bắt gian tế trong thành, không thể dùng người của quân đội, mà phải dùng cảnh sát chúng tôi. Hà Bình An là người đứng đầu cục cảnh sát, để cậu ta ra tay nhất định sẽ bắt được gian tế. Tính Long à, có chuyện này tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu. Chuyện gì? Trong 9 năm nay Hà Bình An trong đội cảnh sát có điểm nào kỳ lạ không? 9 năm trước, cậu ta mới tới cục cảnh sát. Ngày đầu tiên đi làm, đã bắt được một tên tội phạm hãm hiếp giết người. Người bên trong nghe đây, còn dám nổ súng nữa, chúng tôi sẽ không khách sáo với cậu nữa đâu. Giơ tay, mau chóng, bỏ súng xuống. Có nghe thấy không? Đạp cửa. Đi.
Cậu ta bắt tên tội phạm cưỡng hiếp giết người, lập được đại công. Nhưng người bị bắt không phải là người bản địa, nghe nói là cháu của một lão tướng trong quân đội, đến đường Đức lánh nạn. Chúng ta thấp cổ bé họng không thể đấu lại họ. Đó tôi chỉ đành tự ý quyết định, cũng không xin chỉ thị của huyện trưởng, đã thả hắn. Đi đi. Chúng ta rút lui. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu. Điểm kỳ lạ chính là 2 ngày sau, người đàn ông đó chết. Cục trưởng, đây chẳng phải là tên tội phạm cưỡng hiếp hồi bữa sao? Lúc đó đều đồn là người đó bị thổ phỉ giết. Từ đó về sau, cậu ta không phá vụ án lớn nào nữa. Tôi kêu cậu ta đi điều tra những người nông dân trốn thuế, cậu ta còn để nông dân chạy mất. Bảo cậu ta đi điều tra người nghèo buôn bán trái phép, thì cậu ta bị người nghèo đánh. Cũng có anh em nói mấy người đó là do Hà Bình An thả đi. Tôi đi gặp Hà Bình An. Ngồi đi. Nào, nói đi. Nói một chút về chuyện 9 năm trước kia của cậu. Năm đó Hà Lão Tổng tập hợp 18 người với 3 cây súng đấu lại với bọn quan tham ô. Tôi là người nhỏ nhất trong số 18 người đó. Khi thành Đường Đức thất thủ, rất nhiều người lưu lạc tới Đường Đức. Cậu cũng vào thành ngay lúc đó đúng không? Tôi dắt theo Liễu Phấn và Tiểu Hầu Tử. Tôi nói họ là vợ con tôi. Chúng tôi không hề biết phải đi đâu. Nghe nói huyện trưởng mới của Đường Đức rất tốt, nên liền tới Đường Đức. Vậy sau đó thì sao? Cảnh sát ngăn chúng tôi lại, không cho chúng tôi vào thành. Chính ông đã la họ một trận, chúng tôi mới có thể vào thành. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi quên rồi. Ông đã giúp rất nhiều người, ông không nhớ hết nổi. Vậy còn cậu? Cậu giúp đỡ bao nhiêu người rồi? Không nhớ nữa. Hôm nay kêu tôi tới thẩm tra cậu, thật lòng mà nói, tôi cũng không biết nên hỏi như thế nào. Cậu xem, cậu từng cứu mạng tôi nợ cậu. Cậu lại là đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản từng cứu mạng tôi nợ đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản từng cứu ông. Lúc tôi mới đến nhậm chức, trên đường gặp mặt một đám cướp, xém chút nữa là mất mạng. Đảng Cộng sản đã cứu mạng tôi. Nếu đã để tôi tới thẩm vấn cậu, thì tôi chỉ hỏi cậu một câu, rốt cuộc cậu có phải là Hán Giang hay không? Tôi không phải. Được, tôi tin tưởng cậu. Cậu không phải là Hán Giang. Đây chính là kết quả của buổi phỏng vấn hôm nay. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn sự tin tưởng của ông. Đừng cảm ơn tôi làm gì. Tôi không chỉ tin tưởng cậu, tôi còn trọng dụng cậu. Muốn tôi làm gì? Bắt Hán Giang. Hà Bình An quả thật là một người trượng nghĩa, hơn nữa năng lực rất cao, mọi người đều thấy rõ. Bây giờ là giai đoạn Trung Cộng hợp tác. Tôi cho rằng mọi người nên buông bỏ thành kiến quốc cộng, thả Hà Bình An ra để cậu ta bắt Hán Giang trong thành. Tôi không hiểu, Hà Bình An hắn ta là gian tế, để hắn ta đi bắt gian tế chẳng phải rất nực cười sao?
chủ nhiệm Lưu, anh cứ một mực nói cõi là Hán Giang, có căn cứ không? Nếu như không có thì cậu ta đang bị vu oan rồi. Cậu ta đang ở hiện trường, vậy còn chưa đủ hả? Nếu như tôi tới hiện trường, có phải cũng là Hán Giang không? Hoặc nếu như cậu huyện trưởng Ngụy cũng có mặt tại hiện trường, tất cả chúng ta đều là Hán Giang sao? Mọi người đều biết chủ nhiệm Lưu thích Thẩm Tiểu Thư, nhưng Thẩm Tiểu Thư lại thích Hà Bình An. Nếu như cậu cứ nói như vậy, có thể khiến người khác hiểu lầm. Cậu cố tình nhắm vào Hà Bình An, cậu thấy sao? Sư trưởng Dư, đừng có lôi Thẩm Tương Lăng vào đây. Tôi không cố tình chống đối Hà Bình An. Vậy được rồi, nếu đã như vậy, tôi cũng đồng ý để Hà Bình An đi bắt Hán Giang. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Bây giờ thời gian của Đường Đức vô cùng eo hẹp, bắt Giang Tế không thể chậm trễ. Chúng ta không có thời gian đợi cậu ta từ từ bắt Giang Tế được. Cậu ta phải có thời hạn đúng không? Một ngày. Một ngày. Quyết định vậy đi. Vậy thì cậu và Hà Bình An cùng đi bắt Giang Tế. Nhớ kỹ, một ngày. Giờ này ngày mai họp ở đây kết luận lại. Được. Kho đạn dược đã bị nổ banh như vậy, sao có thể để lại manh mối được chứ? Tội phạm chạy hướng nào? Gạch ngói của bức tường rất ngay ngắn, Giang Tế không phải chạy ra từ cửa này. Cỏ này do hắn cố tình đạp ngã, mục đích là muốn đánh lạc hướng chúng ta. Vậy thì bắt đầu nổ ở đâu? Bắt đầu từ nhà phía đông. Hai người đứng gác bên ngoài chắc chắn cũng là nghe được tiếng nổ ở phía đông, chạy về phía đông theo bản năng. Cho cửa ở bên hướng đông bị bơm nổ, đổ xuống đây. Ngôi nhà này nằm trong hẻm sâu, muốn chạy ra đường lớn chỉ có ba con đường. Một con quẹo trái là chỗ của đoàn Tâm Thanh các anh, bên phải là khu dân cư đông đúc. Hơn nữa chỗ đó có một chốt dân phòng đang ngủ. Nếu đã có thể tiêu diệt một cách lặng lẽ gọn ghẽ như vậy, không thể không nói người này rất lợi hại. Một nơi bí mật như này, vậy mà lại bị hắn phát hiện. Vụ nổ lớn như này, không ai có thể tiếp cận kho đạn dược. Tôi chạy tới từ con đường ở nhà khách Á Châu gần nơi này nhất tới sớm nhất, không bắt được Giang Tế. Chỉ còn có hai con hẻm, một con hẻm có người ở, Giang Tế chạy ra ngoài rất khó không bị phát hiện. Phát hiện gì rồi? Giang Tế chắc chắn đã gặp ai đó, đã ra tay ở đây. Đáng tiếc là súng này quá phổ biến. Chủ nhiệm Lưu, con đường này là hướng đi tới kho đạn của đoàn Tam Thanh, con đường duy nhất. Cậu có ý gì? Trong thành viên của đoàn Tam Thanh chắc chắn có người đã gặp Giang Tế, cho nên thành viên của đoàn Tam Thanh nhất định phải bị thẩm tra. Được. Cậu nghe thấy tiếng nổ từ lúc nào vậy? Là lúc nửa đêm. Nghe thấy tiếng nổ, phản ứng đầu tiên là gì? Lúc đó cứ tưởng là bọn Nhật công thành. Sau đó thì nghe lại không đúng, điền đó chủ nhiệm gọi tôi. Cậu đi theo đường nào? Chính là con đường từ đoàn Tam Thanh tới kho đạn dược. Trên đường đi có gặp ai không? Người nào? Lúc đó chúng tôi đi một đám cùng nhau chạy dội tới kho đạn dược, trên đường không gặp ai hết. Cậu nghe thấy tiếng nổ từ lúc nào? Giờ tử. Nghe thấy tiếng nổ phản ứng đầu tiên là gì? Lúc đầu chúng tôi cứ tưởng là bọn Nhật công thành, sau đó mới biết là kho đạn bị nổ. Cậu chạy từ đoàn Tam Thanh tới kho đạn, cậu đi theo đường nào? Con đường nào nữa chứ? Đoàn Tam Thanh gần kho đạn nhất. Lúc đó chúng tôi cùng nhau chạy về kho đạn. Trên đường đi có gặp ai không? Không có. Lúc đó chúng tôi và chủ nhiệm Lưu cùng nhau chạy dội tới kho đạn dược. Chủ nhiệm Lưu bảo chúng tôi nhanh chóng bao vây, đừng để hung thủ chạy thoát. Kết quả là gặp được anh đó.